Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình có nhận sửa một cái hòa nưới Bám tải Là dạng sun Phiên bản 2019 Thì cái hòa nưới bám tải này là công suất tầm khoảng 2000W Cái hòa nưới bám tải này thì nó sử dụng 8 biến áp sung Như các bạn đã có thể nhìn thấy Tạm biến áp sông này sẽ kích nguồn điện lên tầm khoảng 220V để đưa ra hòa lưới thì cái hòa lưới bám tải này nó bị cái bệnh là bệnh mất nguồn trong quá trình mình kiểm tra thì nó bị đứt cầu trì phần phía nguồn điện đầu vào và nó bị chết hai cái con sò công suất ở đây thì cái cỗ máy này mình đã sửa xong rồi mình đã thay thế hai con sò to vào đây để thay thế cho cái con sò nhỏ của nó Thì cái cỗ máy này nó sử dụng cái con sò nhỏ Rất là bé luôn các bạn ạ Đây các bạn nhìn thấy này Cái con sò này này con sò công suất Nhìn nó giống như kiểu là cái con sò bé bé Mà cái con sò này mình nhìn thấy chất lượng rất là kém Cái đít của nó được làm bằng nhôm các bạn ạ cái Phía mặt nâng phía sau đó Thì những con sò làm bằng nhôm thì thông thường chất lượng rất là kém Đấy. nói chung là cái con sò này ấy, thì nếu mà những cái hòa lưới của phía bên nước ngoài ấy, phía bên châu âu người ta sản xuất ấy, thì những cái con sò đấy nó rất là lớn luôn ở đây thì mình đã độ hai con sò khác có công suất lớn hơn và nó to gấp 3 lần cái con sò của cái cỗ máy này mình sẽ lấy cho các bạn xem đây nha các bạn mình đã độ hai con sò khác có công suất lớn hơn cho nó khỏe. Mình sử dụng những cái con sò này. Nó lớn tầm khoảng gấp 3 lần cái con sò cũ của nó. Con sò cũ này chất lượng rất là kém. Đây các bạn nha Và theo đánh giá của mình ấy, thì cái cỗ máy này ấy, thì mình nhìn sơ qua các linh kiện bên trong thì các linh kiện bên trong nói chung là khá là kém chất lượng các bạn ạ các mạch bảo vệ của nó hầu như là rất là ít luôn mạch bảo vệ của nó rất là thủ công sử dụng cầu trì và các loại mạch khác nói chung là cái mạch bảo vệ quá dòng hay là quá tải của nó hầu như là không có đây là con vi xử lý của nó con này được trang bị một con vi xử lý lập trình các bạn nhìn ở đây thì các linh kiện ở đây toàn sử dụng các linh kiện SMD linh kiện dán đó các bạn rất là kém chất lượng mà trong khi đó cái con sò công suất này được làm bằng nhôm phím bắt nưng là bằng nhôm thì chắc chắn là sử dụng nó không được bền đâu các bạn và công suất nó không được như ý muốn thì những cái cỗ máy này thì mình nghĩ là cái linh kiện nó kém so với lại hàng châu âu là do khi những người lái buôn ấy, người ta đặt tại nhà máy thì người ta đặt là làm những cái cô máy này với cái linh kiện mà à, chất lượng à, giá thành rẻ nhất và những cái linh à, kiện kém chất lượng để người ta có lời nên người ta đã đặt nhà máy người ta làm những cái à, cỗ máy nó có chất lượng kém như thế này thì cái cỗ máy này theo ông anh mình nói thì à, vừa tầm hết hạn bảo hành thì đã bị hỏng rồi các bạn ạ thì các bạn biết là cái cỗ máy này nó được à, chế tạo và sản xuất được à, người à, buôn nái người ta đã đặt nhà máy nó sản xuất các linh kiện ra nó như thế nào rồi rất là kém luôn các bạn đây là cái phía nguồn đầu vào của nó sau khi mình đã sửa xong và mình à, cấp nguồn điện thì mình à, quay cho các bạn xem là cái cỗ máy này nó đã hoạt động trở lại sau khi mình đã độ những cái linh kiện công suất lớn hơn đây nha các bạn nó bị bệnh mất nguồn và đứt cầu trì Sau khi mình kiểm tra và thay thế thì nó đã hoạt động trở lại rồi các bạn. đó. lần nữa mình sẽ test thử hòa uh, lưới xem nó có hòa lưới được không nha các bạn. đây nha. cái uh, cỗ máy hòa lưới bám tải này thì nó sử dụng một cái cảm biến dòng để báo về vi xử lý. ví dụ tải của các bạn uh, sử dụng bao nhiêu thì cái hòa lưới này nó sẽ đẩy ra cái nguồn điện bấy nhiêu. đó các bạn. Nếu bạn nào đã sử dụng những cái hòa nưới bám tải thì các bạn đã biết rồi. Đây là con bám tải Sun 2000W phiên bản 2019. Thì theo mình đánh giá thì cái cỗ máy này linh kiện rất là kém. Như ban đầu mình đã nói với các bạn. Mình khuyên các bạn nên mua những cái hòa nưới bám tải mà sử dụng những cái hàng chất lượng tốt hơn. Để sử dụng cho nó bền các bạn. Chứ không như cỗ máy này. Cô máy này vừa tầm hết hạn và hành đã bị hỏng rồi thì nói chung là quá là kém chất lượng các bạn. ạ đấy. Nói chung là cái uh, loại này thì giá thành mình nghĩ là nó cũng không phải là rẻ đâu, cũng rơi tầm khoảng uh, khá là cao rồi các bạn. Rồi sau đây mình sẽ thử hòa nưới cho các bạn xem Mà có hòa nưới đây không nhé Ok, sau khi mình đã test một cái tải tầm khoảng hơn 100W Thì nó đã có thể hòa lưới theo cái công suất đầu ra Tải ăn bao nhiêu thì nó sẽ đẩy ra nguồn điện bấy nhiêu Và cái hòa lưới này này muốn nó tải ra nó nặng hơn Thì các bạn sẽ phải nắp những cái tấm pin có công suất cao hơn Ví dụ như là cái hòa lưới này là 2000W Thì bạn sẽ nắp tấm pin tầm khoảng 2000W Để cho nó đẩy ra tải cho nó đủ theo khách quan của mình thì cái cỗ máy này các bạn nên để cho nó đẩy tải ra tầm khoảng hơn 1 000 w là vừa rồi các bạn. Cũng không nên đẩy quá cao. Nó ghi là 2 000 w nhưng mà chúng ta không nên đẩy 2 000 w Rồi ok, mình làm một cái video nho nhỏ để cho các bạn xem một cái nội thất bên trong của một cái biến tần hòa lưới năng lượng mặt trời bám tải bên trong nó như thế nào và cái linh kiện của nó như thế nào. Rồi ok các bạn thấy hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.